các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau tham quan qua một công trình biệt thự được Mark Home thiết kế thi công trọn gói do gia đình nhà anh Võ Văn Quan, địa điểm là tại Phú An, Bến Cát, Bình Dương. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Quan đã và đang cùng với là các kiến trúc sư và kỹ sư của Mark Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Như các bạn đã biết rồi, thì các thiết kế của Mark Home nó luôn đẳng cấp và luôn khác biệt. Đặc biệt đấy chính là do những cái điểm nhấn, những cái phong cách thiết kế hay là cái gam màu mà ít có đơn vị nào có thể theo đuổi được. Thì thoạt nhìn qua những cái căn nhà vườn biệt thự của Mark Home thiết kế thì chúng ta thấy chung một cái đặc điểm là chủ đạo là các công trình mang hệ mái Thái hoặc là hệ mái Nhật. Bởi vì là các phong cách hệ mái Thái, hệ mái Nhật nó phù hợp với lại khí hậu Việt Nam, nó chống nóng và chống ẩm mốc rất tốt. Cái thứ hai nữa là chủ yếu là những công trình một tầng đến hai tầng. Bởi vì đối với lại những căn nhà vườn thì chúng ta không cần quá cao tầng, chúng ta không cần phải có quá chú tâm vào những cái chiều cao, mà thay vào đấy thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái tiện ích, tiện nghi và làm thế nào để thiết kế công trình của chúng ta nó đầy đủ ánh sáng, năng lượng cũng như thế là cái công năng phù hợp. Trước đi vào trong ý tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu qua chúng tôi là Mark Home. Mark Home là một trong đơn vị thiết kế thi công trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đang là đơn vị dẫn đầu và tiên phong trong cái lĩnh vực thiết kế và thi công trọn gói. Nếu như bạn nào ở xa hay bên nước ngoài thì các bạn hãy liên hệ Mark Home thông qua các số hotline 0964458858 hoặc là 0828133333. Đây là các số hotline chính thống mà chúng tôi đang ghim ở trên bìa của kênh YouTube. Thì hiện tại thì trong chiến dịch mùng 2 tháng 9 sắp tới đây thì Mark Home đang có rất nhiều các phần quà, như thế là chúng ta ký kết hợp đồng sớm sẽ nhận được xe máy SH hay là tủ lạnh hay là những cái phần quà lò vi sóng TV, nói chung rất nhiều. Đặc biệt hơn là trong mùa dịch này thì chi phí thiết kế của Mark Home chỉ còn 145.000 trên 1m2, giảm 30% trong những chiến dịch mà chúng ta có thể ký kết hợp đồng online. Toàn bộ công việc về thiết kế và thi công trọn gói thì vẫn hoạt động bình thường, bởi vì Mark Home có rất nhiều các đại lý, cửa hàng, nhà phân phối trên khắp toàn quốc. Rồi quay trở lại với công trình ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, bởi vì các bạn biết được cái nhận diện phong cách này dựa vào những cái phào chỉ ở phía trên diện tường. Chúng ta nhận biết phong cách thiết kế qua những cái đặc trưng ở bên ngoài, mà mỗi một phong cách nó sẽ có một cái nguyên lý thiết kế riêng biệt. Nếu như bạn nào thường xuyên theo dõi các video của tôi thì các bạn sẽ biết được cái cách nhận biết nó rất dễ dàng. Thì phong cách tân cổ điển chúng ta đã thấy được trên những cái đầu cột hệ bát cột nó vẫn còn những cái phào chỉ đơn và chỉ kép. Đây là những cái phào chỉ đặc trưng của phong cách tân cổ. Ngoài ra thì công trình này sử dụng hệ nhôm kính, toàn bộ cửa chính và cửa đi chúng ta đang thấy sử dụng 100% là cửa nhôm hệ sinh pha. Vì sao cửa nhôm hệ sinh pha ngày nay chúng ta được ưa chuộng nhiều? Bởi vì cái tính độ bền cũng như thế cái chi phí của nó phù hợp. Nếu như các bạn làm một bộ cửa gỗ thì chi phí chúng ta có thể từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu trên 1m2. Còn lại về cửa nhôm hệ chúng ta chỉ rơi vào tầm 1 triệu 7 đến 2 triệu 1m2 thôi. Kính thì chúng ta có thể sử dụng kính an toàn 2 lớp hay là kính cường lực 12 ly, 9 ly. Cái đấy là do cái nhu cầu của chúng ta. Công trình được thiết kế theo hệ bậc ngũ cấp. Thì những công trình 1 tầng, 2 tầng thì tôi khuyên các khách hàng của chúng tôi là ít nhất là chúng ta phải thiết kế được hệ bậc ngũ cấp. Bởi vì sau này các bạn làm nhà xong rồi các bạn mới thấy nếu như chúng ta phải tân nền sân hay là tân nền đường các bạn thấy nó rất là bất cập. Còn nếu như cái phần đế của chúng ta đã cao rồi thì chúng ta sẽ xử lý nó rất dễ dàng. Phần mái ngói của công trình thì được sử dụng bằng ngói Fuji hệ về kèo siêu nhẹ, hoặc là các bạn có thể sử dụng hệ về kèo kẽm hay là sắt cũng được. Nhưng mà nếu mà theo tôi thì chúng ta nên sử dụng hệ về kèo siêu nhẹ, bởi vì cái chất liệu của nó đã chống oxy hóa rồi. Thứ hai là nó giảm cái trọng lượng bề mặt mái lên đè lên trên công trình. Các bạn hình dung là nếu như cái phần tải trọng công trình càng lớn thì độ lún công trình của chúng ta nó sẽ thay đổi càng nhanh. Chúng ta đừng nghĩ rằng là công trình chúng ta không thay đổi, nó vẫn có sự thay đổi nhưng mà thay đổi ít hay nhiều là do cái kết cấu móng của chúng ta. Rất nhiều mọi người thường hay nghĩ là công trình chúng ta cứ xây lên là nó sẽ không bị lún, không bị sụt. Cái này là sai hoàn toàn các bạn nhé. Chúng ta chắc chắn là sẽ bị lún, bản chất là nó có lún đều hay lún không đều mà thôi. Chúng ta sẽ khó mà nhìn thấy được, bởi vì tốc độ lún của nó rất ít. Trừ khi là cái nền của chúng ta nó cực kỳ kém thì chúng ta mới có thể xảy ra những trường hợp lún nhanh thôi. Công trình này được thiết kế theo cái gam màu trắng kem. Đây là một trong những cái gam màu mà đặc thù với phong cách châu Âu người ta hay sử dụng. Những gam màu trắng hay là đen đó là những gam màu trung tính, nó bền vững theo thời gian, nó không bị lỗi thời.
Còn đây là một góc nhìn từ phía bên tay phải qua để các bạn thấy được cái hệ vòm của phần sảnh chính này, nó rất là tinh tế. Còn đây là phía sau. Cái đặc thù thiết kế của Mac Home ấy là không phải chỉ một mặt tiền mà toàn bộ bốn mặt xung quanh đều được chú trọng vào thiết kế. Cái này chính là cái mang cái độ hiệu quả của Mac Home, cái thiết kế của Mac Home vươn xa hơn. Bởi vì các bạn thấy đa số những căn nhà vườn hay là mọi người chúng ta chưa được đào tạo qua thiết kế ấy, thì chúng ta chỉ tập trung mỗi mặt tiền. Tức là chúng ta trang trí rất nhiều cho cái mặt tiền, còn lại ba mặt còn lại thì chúng ta gần như để phẳng hay là chúng ta sơn màu ghi hay màu xanh hay màu đen. Các bạn thấy rất nhiều những công trình ở quê chúng ta thấy các mặt ở phía sau được sơn màu đen đấy, bởi vì không biết cách trang trí như thế nào. Còn lại trong cái thiết kế của Mac Home thì chúng tôi trang trí bốn mặt nó đẹp như nhau, màu sắc nó ăn nhập với nhau và nó bổ trợ đồng trợ hỗ trợ nhau rất tốt đấy. Còn đây là góc nhìn từ phía trên xuống để các bạn thấy được cái bao quát tổng quát của căn nhà. Thì phía trên này chúng ta thấy có phần téc nước và thái dương năng này, thứ hai nữa là cái phần chuồng chim. Cái này thì nó mang hình thức trang trí thôi, ống khói hay là chuồng chim thì chúng ta chỉ mang hình thức trang trí chứ nó không có cái mục đích gì về cái công năng hay là chúng ta không thể ở được trên này. Bởi vì phía trong cái phần hệ bề kèo này thì chúng ta thấy nó vướng rất nhiều những cái khung sắt khung thép. Còn cái đặc thù ngôi nhà này tôi thích đấy chính là cái phần ban công rộng rãi thoáng đãng và nó rất tinh tế đấy, rất đẹp. Nói chung là những công trình mà có ban công rộng thì tôi rất là thích. Còn đây là hiện trạng ngôi nhà. Đấy, ngôi nhà thì được nằm ngay cạnh đường quốc lộ. Các bạn lưu ý rằng những công trình mà cạnh đường quốc lộ thì chúng ta phải gia cố phần móng cho nó thật kỹ, bởi vì xe cộ chúng ta đi lại liên tục thì nó sẽ tạo nên những cái rung chấn, nó ảnh hưởng trực tiếp đến công trình. Đây là hiện trạng ngôi nhà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem qua phần mặt bằng trước khi chúng ta đến xem nội thất chi tiết ngôi nhà này. Đấy, các bạn thấy nội thất bên ngoài và bên trong, tức là nó đã có sự đồng bộ rồi. Chứ còn nếu như bên ngoài chúng ta thiết kế theo phong cách tân cổ điển mà bên trong chúng ta lại thiết kế theo phong cách hiện đại thì tự nhiên nó lại đấu đá lẫn nhau. Rồi, chúng ta sẽ xem qua cái phần hồ sơ kỹ thuật thi công này một chút trước khi chúng ta đi vào trong nội thất ngôi nhà. Hồ sơ đầu tiên các bạn cần để ý đấy chính là mặt bằng tổng thể. Ngôi nhà này để có chiều sâu quá là lớn rồi thì chúng ta tha hồ chúng ta thiết kế. Đây là mặt bằng chi tiết không gian tầng trệt. Ở trong Bình Dương thì chúng ta gọi là một trệt và một lầu, còn lại khu vực miền Bắc thì chúng ta gọi là tầng 1 và tầng 2. Cái này thì nó khác biệt nhau trong cái cách gọi rồi, còn về công năng của nó thì chúng ta thấy nó như nhau. Trước hết chúng ta để ý đến mặt bằng tầng trệt nào. Tầng trệt của chúng ta có chiều rộng là 15,51 nhân với lại chiều sâu là 9 mét. Như vậy diện tích của chúng ta là 139 mét, nó gần 140 mét vuông. Thì với diện tích này thì chúng ta sẽ bố trí công trình gồm 3 lối tiếp cận, một lối đi vào từ sảnh chính và hai lối đi ra sảnh phụ. Đây là cái cách bố trí phù hợp đối với lại những ngôi nhà mà có diện tích từ 100 mét vuông trở lên. Bởi vì nếu như các bạn chỉ bố trí một lối vào thôi thì chúng ta đã sai về công năng. Chúng ta không có lối thoát không khí, không có lối phụ đi ra sân vườn. Đấy, còn nếu như chúng ta bố trí như thế này, các bạn đi ra sân vườn sẽ rất thuận tiện. Đấy, chứ không phải chúng ta đi từ sảnh chính mất một quãng đường dài mới ra bên ngoài sân vườn, mà ngay cái phần sảnh phụ ở đây chúng ta đã có lối đi ra rồi. Thì trong cái phần thiết kế tầng trệt này thì chúng ta có một phòng khách rất là rộng, một khu vực phòng bếp, một khu vực phòng master. Chúng ta xem qua nội thất này, đây chính là cái không gian phòng khách liên thông với lại khu vực phòng bếp. Đây chính là khu vực cửa chính chúng ta nhìn qua thì các bạn đã thấy được không gian phòng khách này và không gian phòng bếp rất đẹp và tinh tế. Thì ngăn cách giữa phòng khách phòng bếp này là một cái hệ vòm để chúng ta đã xây gạch tường ra phía đây rồi, để chúng ta trang trí đắp thêm cái phần đầu cột thôi. Đấy, cái này thì các bạn có thể làm thạch cao cũng được. Cái hệ vòm này các bạn có thể làm thạch cao hoặc là các bạn có thể làm bằng tường gạch cũng được, không vấn đề gì. Thì công trình này được thiết kế theo cái lối thiết kế tân cổ như thể bên ngoài ngoại thất rồi. Đấy, còn đây là góc để chúng ta thấy được khu vực cầu thang. Đấy, cầu thang các bạn thấy nó rất đẹp. Đấy, phần lát nền thì chúng ta sử dụng gạch 80x80, màu sắc là màu vàng mỡ gà. Đấy, còn phần cầu thang thì chúng ta đã sử dụng là mặt đá bằng mặt đen cổ trắng. Cái cách thiết kế mặt đen cổ trắng này nó sẽ giúp cho cầu thang chúng ta thanh thoát hơn rất nhiều so với cái việc mà chúng ta làm ốp đen hoàn toàn. Các bạn lưu ý rằng cầu thang này các bạn nên nhấn thêm một vài cái đèn hắt chân để chúng ta bước lên bước xuống nó sáng vào buổi tối.
Rồi chúng ta sẽ đi xem qua một số góc khác ở trong ngôi nhà. Đây là góc kệ tivi chính. Ở hai bên kệ tivi thì chúng ta có thiết kế cái kệ để tủ rượu âm. Đấy, các bạn xem qua ở đây. Còn đây là khu vực phòng bếp. Phòng bếp thì thiết kế theo phong cách tân cổ điển rồi. Các bạn thấy những cái gờ phào chỉ của nó rất là tinh tế. Ở trong khu vực bếp này thì chúng ta bố trí cái bộ bàn ăn 6 người. Các bạn có thể bố trí bộ bàn ăn 6 người hoặc là 8 người để cho phù hợp với lại cái số lượng mọi người sử dụng trong ngôi nhà của mình. Đấy, còn đây là toàn bộ tổng thể khu vực bếp. Nhờ các bạn thấy được cái bàn bếp này. Bàn bếp ngày nay thì chúng ta thiết kế nó khác so với ngày xưa. Ngày xưa thì chúng ta chủ yếu sử dụng bếp tro hay là bếp củi hay là chúng ta sử dụng bếp than. Nhưng mà với ngày nay thì mọi thứ nó đã hiện đại rất nhiều. Các bạn thấy đấy, chỉ tầm 10 năm, 15 năm trở lại đây thì mọi thứ nó đã khác biệt nhau rất rất nhiều. Ngày nay thì chúng ta sử dụng bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại. Đấy, sử dụng các trang thiết bị hiện đại như hút mùi, lò vi sóng, rồi là tủ lạnh. Nói chung là mọi cái thiết bị hiện đại ngày nay thì đều xuất hiện ở trong khuôn viên bếp của mình rồi. Còn đây là phòng thờ trên tầng 2 hay còn gọi là lầu 1 thì chúng ta xem qua phần mặt bằng của lầu 1. Thì trên lầu 1 này thì chúng ta có bố trí tận 3 phòng ngủ, trong đấy có một phòng có nhà vệ sinh khép kín này. Đấy, một khu vực phòng thờ kết hợp phòng kho. Đấy, và hai phòng ngủ còn lại thì chúng ta xem qua cái khu vực ban thờ. Đây, khu vực ban thờ đây. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Trong khu vực nhà vệ sinh các bạn thấy chúng ta có hệ vách kính. Hệ vách kính cái này rất quan trọng, bởi vì các bạn tắm rửa ngày nay thì chúng ta sử dụng hệ vách kính thì nó sẽ sạch hơn rất nhiều. Còn đây là phòng của con trai, phòng 04. Rồi các bạn đã xem phòng 04 chúng ta nằm ở phía sau nhà. Chúng ta có một giường đôi này, phía sau giường đôi được có hai cửa sổ bé, có một tủ quần áo và một cửa sổ lớn. Đấy, các bạn xem qua, đây cửa sổ lớn bên này rồi, hai cửa sổ bé, hai ngách ở phía sau. Đây là phòng của bé gái. Đấy, còn đây là phòng master. Nói chung nó có thiết kế vào để nhìn công trình của chúng ta nó đẹp hơn, nó tinh tế hơn rất nhiều. Mặc dù là cái chi phí của nó bỏ ra cho việc chúng ta không có thiết kế nó không hơn nhau là mấy, nhưng tuy nhiên là có bàn tay thiết kế vào thì mọi thứ chúng ta nó đặt vào vị trí hay là cái phối hợp màu hay là cái cách bài trí nội thất nó phù hợp hơn. Đấy, như vậy thì chúng ta đã vừa xem qua nội thất công trình này. Các bạn đã xem qua cái phần thiết kế, chúng ta sẽ đi đến cái phần hồ sơ kỹ thuật. Công trình của chúng ta với cái chiều cao từ đỉnh mái đến cột không không của chúng ta đang là 11,7 m. Kích thước thông thủy ở dưới tầng 1 đang là 4,2 m, ở trên tầng 2 đang là 39 và ở trên tầng mái đang là 2,85 m. Như vậy kích thước thông thủy này là khá là phù hợp rồi. Các bạn lưu ý rằng kích thước thông thủy nó là những con số chia hết cho 3 và chúng ta chỉ được lựa chọn một trong số những kích thước 4,5, 4,2, 3,9 và 3,6 thôi. Các bạn hạn chế lựa chọn những kích thước như thế là 3,75 hay là 3,61 hay là một số những cái kích thước lẻ. Bởi vì các bạn không để ý rằng là những kích thước đấy nó sẽ liên quan đến cái kích thước nội thất ở bên trong rất nhiều. Bởi vì nó có những cái tỷ lệ mà nó sẽ ràng buộc với nhau. Ví dụ như vì sao cái tủ bếp chúng ta lại cao kích thước là 80 phân, hay là vì sao cái ghế chúng ta lại cao 45 50 phân. Đấy chính là do những cái kích thước chúng ta phải có sự đồng bộ với nhau. Chứ chúng ta bước vào trong ngôi nhà chúng ta thấy cái giường nó cao hơn cái kích thước tỷ lệ quy định, hay là cái trần chúng ta nó lại cao vút lên hay là nó thấp quá, thì sau này các bạn treo đèn chùm quạt trần rất khó. Đây là phần chiều cao mặt đứng, quan trọng hơn là phần mặt cắt. Thì đối với chúng tôi thi công, chúng tôi chủ yếu tập trung nhìn vào phần mặt cắt nhiều hơn là chúng ta để ý vào phần mặt đứng. Ở trong mặt cắt này các bạn sẽ biết được những vị trí nào chúng ta phải hạ cốt sàn, những vị trí nào chúng ta phải nâng cốt sàn. Đấy, thì trong thể hiện rất là rõ những vị trí chúng ta đổ bê tông, không đổ bê tông, xây tường đơn, xây tường đôi. Đấy. Hồ sơ về nhà vệ sinh. Cái này rất quan trọng mà đa số chúng ta không để ý, bởi vì rằng là nhà vệ sinh mọi người hay quan tâm đấy là công trình phụ, là những cái phần phụ không quan trọng, nhưng thực ra không đúng. Nhà vệ sinh nó rất quan trọng trong xã hội, trong cái xã hội hiện đại ngày nay. Thì đối với lại tôi quan trọng nhất là hai không gian, một là không gian bếp, hai là nhà vệ sinh. Đi các khách sạn resort nào cái
tôi lao vào đầu tiên đấy chính là nhà vệ sinh. Tôi kiểm tra xem nó có rộng rãi thoải mái hay không, xem có bồn tắm hay không, rồi xem nó có bố trí nó phù hợp hay không. Đấy, mà vào trong nhà vệ sinh mà các bạn thấy nó bẩn, nó xuống cấp thì gần như đấy cảm xúc của mình nó không còn nữa. Thế nên là đi du lịch, đi nghỉ dưỡng mà chúng ta vào những cái khách sạn mà người ta không tập trung để ý sâu vào những cái vị trí quan trọng đấy thì sẽ mất điểm rất nhiều. À, như vậy là ngày hôm nay tôi đã vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ hồ sơ rất là chi tiết cụ thể của gia đình nhà anh Quân, địa điểm là tại Bình Dương. Nếu như bạn nào có nhu cầu thiết kế một công trình đẹp như thế này, từ ngoại thất đến nội thất với cái chi phí phù hợp rất là rẻ thôi, các bạn hãy liên hệ ngay đến Mac Home. Mac Home hiện tại đang là đơn vị lớn nhất và thi công với chi phí rất phù hợp. Nếu như bạn nào đã từng thi công rồi, các bạn đã thấy rằng cái đơn giá của Mac Home thi công nó rất rẻ, gần như là còn rẻ hơn so với mặt bằng chung hiện tại. Rồi, video ngày hôm nay tôi xin phép dừng lại tại đây thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video lần sau. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ với người thân và gia đình. Đèn LED Mac Home tiết kiệm vượt trội lên đến 80% so với bóng đèn thông thường. Đèn LED Mac Home tuổi thọ chiếu sáng hơn 80.000 giờ bền bỉ theo thời gian. Đèn LED Mac Home nhiều mẫu mã đẹp do chính tay của kiến trúc sư Mac Home thiết kế sẽ phù hợp với mọi gia đình. Đăng ký nhanh để trở thành đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của đèn LED Mac Home với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nhận ngay chỉ vàng 4 số 9, một chuyến du lịch Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm khi đăng ký trong tháng này. Liên hệ tới số điện thoại hotline 096 445 8888, 092 409 9999 để được giải đáp. Mac Home, giá trị tạo nên thương hiệu.